Ngày 12 tháng 1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết không nên đổ lỗi cho nước này sau khi vợ của một đối tượng khủng bố ở Pháp có thể quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ để tới Syria. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã trục xuất từ 1.500 tới 2.000 người nước ngoài có tên trong danh sách đen, gồm 7.000 nhân vật do các cơ quan tình báo quốc tế cung cấp. Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu đã xác nhận Bome Dian, vợ của đối tượng Koulibaly thực hiện vụ khủng bố ở Paris, đã tới Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 2 tháng 1 và ở lại trong một khách sạn tại Istanbul. Tiếp đó, ngày 8 tháng 1, một ngày trước khi Koulibaly tiến hành bắt cóc con tin và bị bắn chết trong một siêu thị ở Paris, nữ nghi phạm 26 tuổi này đã chạy sang Syria. Hiện chưa rõ vai trò của Bome Dian trong các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris, song có thông tin cho biết chỉ trong năm 2014, nữ nghi phạm này đã gọi 500 cuộc điện thoại cho Izana Mamit, vợ của đối tượng khủng bố Serif Kouachi, một trong những kẻ thực hiện vụ xả súng vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, khiến 12 người thiệt mạng. Hiện Hamid đã bị cảnh sát tạm giam để điều tra. Ngoài ra, Bome Dian còn đứng tên đăng ký chiếc ô tô mà đối tượng Koulibaly để lại tại hiện trường vụ khủng bố ở phía đông Paris.